cái gì đây lính của Trường Nam à? Đúng rồi. Cô Huệ xin vô để thắp nhang cho cô Văn nhưng mà không cho vô nha cô chú anh chị. Rồi tới công chuyện nữa rồi cả nhà ơi, hôm nay là Thiền Am có biến nha cả nhà ơi. Chỗ thầy ông nội có biến nha anh em. Trời ơi, vụ gì nữa đây? Thiền Am vụ gì nữa đây? Nghe nói đâu hôm qua là bà Lê Thu Vân gì đó là coi như là hình như là mất rồi cả nhà ơi. Đó, mất rồi, hình như là cũng hỏa táng xong rồi hay sao á. Nay là em của bà Lê Thu Vân lên coi như là muốn vô tìm hiểu nguyên nhân và coi như là đốt nhang hay như thế nào đó, nhưng mà phía bên trong Thiền Am họ không tiếp nha. Thiền Am là họ không tiếp, họ không có cho vô luôn, em ruột gì cũng không cho vô hết trơn á. Thì bây giờ á hả, xã hội đang đặt ra một câu hỏi rất là lớn, vì sao bà Lê Thu Vân bả lại mất đó. Tuy rằng là coi như là bả có bệnh trong người đó, nhưng mà người ta đặt dấu hiệu lắm. Hồi xưa đó là coi như là chỗ Thiền Am này là những người mất là người ta đều đặt dấu hỏi cho thầy ông nội hết trơn á cả nhà. Mà trời ơi, mà sao thấy ghê quá à, không biết xây như thế nào nữa. Bây giờ em gục vô mà cũng không tiếp luôn cả nhà ơi, ghê quá đó. Bây giờ em người ta đi vô là không cho vô là nó không cho vô đó, đó ai làm gì nhau đó. Mà bây giờ mấy cái đứa mà coi như báo chí vừa đăng là coi như là tụi con của ông Lê Tùng Vân đó, giờ nó cũng đâu mất tiêu hết trơn à, không thấy đứa nào hết. Mời các nhà xem video clip nè, ghê không. Lúc nãy lúc sáng là mình thấy có hai người vô, mình không biết là chắc là cũng gọi là có quen biết gì bên trong Thiền Am, nhưng mà cô Huệ bây giờ là người nhà nhưng mà không được vô nha cả nhà. Lúc thấy cô Huệ đến thì tụi nó cũng gọi là đóng hết cửa sổ lại rồi, mặc dù lúc sáng là mở đó. Đó, bây giờ cửa kính khép lại hết rồi nha. Thì chắc là phía mấy anh đây hướng dẫn cho cô Huệ. Đây là cô Lê Kim Huệ đang đứng trước cửa tỉnh thất bồng lai cho biết. Có một phía chính quyền địa phương, bên dân quân, dân phòng, công an xã đó, người cũng có lợi được vấn đề. Cái gì? Có ai, có ai? Có ai trong đó kìa? Biết cái gì đây? Lính của Thiền Am à? Đúng rồi. Cô Huệ xin vô để thắp nhang cho cô Văn nhưng mà không cho vô nha cô chú anh chị. Dù sao thì cũng là chị em, nghĩa tử là nghĩa tặng mà, cũng qua đời rồi người ta cũng có cái lòng ta đến thắp nhang cho chị gái của mình, nhưng tại sao không mở cửa? Vô nhìn luôn kìa. Tại vì mở trong đây thắp nhang.
tự xưng là chùa mà không cho tao vô đốt nha chị. Cái cũng yếu rồi đúng không? Chắc là thầy ông nội cũng biết bà Vân giống như là sắp mất lâu rồi nên ổng mới ra tòa mới đầu cái vợ thêm. Cô chăn đồi thì gặp phải ông nội rồi. Đây là ông cu cu Huệ. Rồi hỏi anh mình rồi anh lấy rồi. Nãy ông nói mua nãy chuối cầm theo là được rồi. Hồi nãy có ông kia vô mở cửa cho vô mà ta người nhà không cho vô. Trong biển số xe máy anh biển số 59 đâu á. Ừ. Thì chắc cái mấy cô Huệ mặt đường nó ấy thì xe xe quá vô kia đồ bếp không gì đó. Như kêu có tiền đó. Ở ra là cái gì á? La gì quá trời. Rồi giờ là không cho vô rồi đó cái này. Đây mà từ xa mà thấy cô Huệ mắt không đỏ nữa nữa nha. Chuyện mà nghe cứ cứng cứng đầu nữa nha. Nó vừa buồn nó vừa tức nữa. Thì tình luôn. Hồi nãy trong nó la ra cái gì á. Ở trong nó la cái gì á. Đứng nhiều cái xích vô xíu thôi. Đứng vừa xích vô xíu là tự nhiên bên kia la lên la lại cũng như là đúng từ không cho lại gần cửa luôn á. Ghê lắm. Dạ cô Huệ đang được bên phía chính quyền địa phương đó người ta hỗ trợ người ta giải thích này kia. Để giống như là tìm cái cách để mà vô trong nha cả nhà. Cũng có mấy anh cùng với xã. Vô rồi đó. Thôi vậy mình thôi cái cô gà. Nước không nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa của chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt, trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn.
coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu xoa bóp 135.000, cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.